Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bibel. Mọi người thấy cái gì không? Cái này là cây xương rồng và nó có rất là nhiều trái. Cái trái xương rồng đây mọi người. Cái này người ta gọi là cactus pear hoặc là có tên gọi là tuna. Tuna là cá ngừ á. Nhìn thấy mê ha, đẹp ha. Giờ Duy sẽ cắt nó thử cho mọi người xem ha. Đây. Như vậy. Phải có cái như vậy thì nó sẽ không có bị gai á mọi người, nhìn gai nè. Quá trời gai luôn không? Ồ nhìn cái màu nè, quá trời đẹp ha. Giờ chị sẽ gọt nó đi. Wow. Look at the color. Pretty, huh? A little tough because of the skin. Mm-hmm. This still good? Yeah. Oh, look at this. It's a little bit too ripe. Too ripe? I guess. It should be really good. Phải cầm cái nĩa như vậy á thì nó sẽ không có bị gai đâm vô tay á mọi người. Không. Xong. Look at this. You wanna try? Mm-hmm. I'm gonna try it first, okay? Okay. It is safe. It is safe, yeah. Okay, I'm gonna eat it, okay? Xin mời mọi người. Vì cứ tưởng á là nó giống như thanh long nhưng mà không phải, nó bột bột. Đây là cái hộp rồi, gớt cái hộp. Có cái hộp là Nhi cứ nghĩ nó sẽ là giống như thanh long, nó sẽ giòn giòn ha. À, mà cái này nó bột bột, nó ngọt ngọt mà nó bột bột. Sweet though. It is kind of sweet. It tastes a little starchy, just like sweet potatoes. Mm-hmm. But it's not so dry like sweet potatoes. It's juicy, but starchy like sweet potatoes. Careful, don't go all the way down with your lips because of the needles. Mm-hmm. Giờ chị sẽ cắt thử cái cây này xem coi nó như thế nào ha mọi người. Oh, look at the color, so pretty. Đây, nhìn nè. Nhìn cái gai của nó nè. Quá trời luôn không? Nên cắt cái này là phải có cái bao tay. Mà cái bao tay nhiều khi nó cũng bị dính vô á. Nên như vậy là an toàn nhất. Cái này nó ngọt, ngon. Rất là nhiều nước luôn. Mà nó không có bột bằng như cái trái hồi nãy. Không có nhiều bột. Nó tóm lại là ngon. Không có khó ăn. Nhưng mà theo như thấy thì nó chắc không ngon bằng thanh long không? Thanh long ngon hơn. Tại cái hột này nó cứng á. Cái hột nó bự và nó cứng hơn thanh long. Mm. Mm, this one is better. Mm-hmm. Sweeter. Mm. Juicier. Mm-hmm.
cắt xong rồi nè. Chào tạm biệt mọi người.